Dạ người nhà em còn con Sinova 346 này. Đã tư nha mọi người. Rất đẹp. Tiền đẹp nha. Ốp lam thì nó lủng lỗ. Thì em thay cho cái ốp lam khác nha. Đó, em thay một cái ốp lam khác. Ốp lam này lủng lỗ. Chế nó còn được hơi nghe nè. Thì con này có đầu máy không? Em thay cho cái ốp lam khác. Đầu máy này nó thấy em thấy nó đủ đồ. Chưa dọn thằng bãi nha mọi người. Con này để cho cái đầu này để cho mọi người 1.350.000 nha. 1.350.000 không bao ship nha. Máy có sao bán vậy nha mọi người. Em đổi cho cái ốp lam khác.